Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Bão số 7 hiện đang tiến sát đảo Hải Nam Trung Quốc với cường độ mạnh nhất đạt cấp 9, giật cấp 11. Trong 24 giờ tới, bão sẽ di chuyển nhanh, cắt ngang qua đảo Hải Nam và đi vào vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Cường độ bão sẽ mạnh lên có thể đạt cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km, đi vào đất liền các tỉnh Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với sức gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi là một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào. Đây cũng là nhận định của nhiều trang khí tượng trên thế giới và khu vực. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 16,5 đến 20,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Tàu thuyền không ra khơi trong thời gian này để đảm bảo an toàn. Tiếp theo, mời quý vị và bà con đến với những dự báo chi tiết cho các tuyến hải trình trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị và bà con ngư dân, do chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 7, gió trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vĩ trong đêm nay và ngày mai sẽ hoạt động mạnh lên đến cấp 9, cấp 10, kèm theo đó là mưa lớn, biển động rất mạnh, sóng cao từ 3 đến 5 mét và hoàn toàn bất lợi cho các hoạt động hàng hải. Tàu thuyền tuyệt đối không ra khơi xa để đảm bảo an toàn. Với các vùng biển miền Trung từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận, trong đó có tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn, trong đêm nay và ngày mai, gió Tây Nam cũng tăng cường độ lên mức cấp 6. Tình trạng biển động kèm theo đó là mưa dông và các hiện tượng lốc xoáy, gió giật đi kèm nên tiếp tục không an toàn cho các hoạt động hàng hải. Trên tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra Côn Đảo, gió Tây Nam sẽ hoạt động mạnh dần lên, phổ biến ở mức cấp 5, có lúc cấp 6. Mưa dông cũng sẽ xuất hiện nhiều cả ngày lẫn đêm. Vì vậy, tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển phía đông của Nam Bộ cũng như trên tuyến hải trình từ Vũng Tàu đến Côn Đảo cần hết sức lưu ý với tầm nhìn giảm, kèm theo khả năng có gió giật mạnh trong mưa dông. Chuyển sang vùng biển phía Tây, trong đêm nay và ngày mai, khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc, được dự báo sẽ có gió Tây Nam hoạt động phổ biến ở mức cấp 4 đến cấp 5, tình trạng biển ổn định, sóng biển dao động từ 0,75 đến 1,75 mét. Thời tiết được dự báo sẽ nhiều mây, có mưa dông xuất hiện ngay từ khoảng trưa chiều, nên các hoạt động hàng hải và các chuyến tàu ra đảo Phú Quốc cần hết sức thận trọng với tầm nhìn giảm thấp, kèm theo khả năng có gió giật mạnh trong mưa dông trên tuyến hải trình này. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 3 ngày tới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.